Còn hai cái thằng đánh giá cái thang điểm aspect của động mạch não giữa với lại cái động mạch đằng sau. Rồi cái này mất cái thằng đây đánh giá cái aspect ở vùng đằng sau là cái vùng thân não, tiểu não, rồi cuốn não, đồi thị với lại cái chậm. Mỗi cái là một điểm thì cũng là 10 điểm giống như tuần hành trước. Rồi còn mỗi một cái tổn thương mình sẽ từ điểm ra cái cách đánh giá cái điểm thang điểm aspect là tổng cộng là 10 điểm. Thì tổng thương bất cứ cái vùng nào thì mình sẽ trừ điểm với vùng đó ra. Thì đối với tuần hành sau thì điểm aspect trên 8 điểm thì khả năng sẽ tốt. Còn đối với tuần hành trước thì tuần 6 điểm. Rồi. Cái phương tiện thứ hai đó là hình ảnh MRI. Thì nó có các xung MRI thường quy cũng như là xung diffusion. Thì MRI thường quy mình có thể có những cái xung T2 sao giúp loại trừ xuất huyết. Và đặc biệt có cái xung SY là dùng để đánh giá những cái ổ vi xuất huyết. Dạ khoan, phải dùng cái này trước, tại đây mình có nhầm nữa. Thì tính nói cái bản chất của MRI, tức là cái cơ sở vật lý để mình có hình ảnh MRI, để nó khác khi mình nhìn vào đó mình biết ở cái này là chỉ định gì, chống chỉ định gì, tức là cái cơ sở của MRI là cái gì, cơ sở mà để chúng ta có hình ảnh MRI là cái gì, đó là cái phát từ trường của trong bản chất của các mô trong cơ thể là nó có nước thì nó có ion hấp thụ, ion hấp thụ là nó có phát, nó có cái từ trường. Dạ, khi mà mình phát cái đưa cơ thể người bệnh vô trong một cái môi trường có từ trường thì sau đó mình phát cái sóng radio, sóng radio rồi xem nó làm cho các từ trường nó sẽ đi theo một cái hướng nhất định theo cái mục đích của mình. Ví dụ như mình muốn đi theo cái hướng thẳng thì phát cái sóng radio ở những cái tần số nào đó nó sẽ thắng được rồi. Còn nếu mà muốn nó sang một cái hướng ngang thì mình sẽ phát sóng ra vô theo một cái hướng ngang, thì mỗi một cái như vậy nó sẽ có ra một cái mỗi một cái xung, một cái chuỗi xung á là nó sẽ có một cái kiểu phát riêng, kiểu phát riêng để nó ra cái hình ảnh riêng của nó. Rồi nên nói lại men đây nè, men hiểu cái này, CT là chúng ta dựa vào TX, cái nào mà liên quan đến TX nó là chống chỉ định như là thai kỳ gì đó. Thành ra nó bản chất là X quang, chúng ta phải xem xét cái nào liên quan đến X quang và chúng ta có quyết định, đặc biệt là gì? Thai kỳ, mình phải hỏi. Thứ hai, nếu mà CTA là chúng ta phải bơm thuốc cản quang, mà cản quang là liên quan đến gì? Uống thuốc và chức năng thận. Thành ra chúng ta để ý cái chuyện đó là chính. Thứ hai là MRI bản chất của nó là gì? Thì cái chuyện không phải dùng nước không đâu, tất cả những ion mà nó quá trị lẻ thì chúng ta có H cộng là nước. Thứ hai là gì? Natri là quá trị 23. Thứ ba là gì? Kali là quá trị là 39. Khi mà nó quá trị lẻ á, thì là gì? Nó sẽ tạo ra một cái điện tích nó dư. Chúng ta đặt trong một cái môi trường nào đó là gì? Nó sẽ di chuyển, gây ra trong nó sẽ di chuyển. Nhưng mà ở trong cơ thể chúng ta là nước chiếm đa số, là nước chúng ta 70%, 60-70%, thành ra là gì? Tất cả mọi chuyện thành ra MRI trong cơ thể chúng ta là gì? Là do nước quyết định. Nước quyết định, nhưng mà không phải chuyện mà mình nhớ là không phải là nước không, mà tất cả những đồng cái quá trình lẻ này nó đều được tham gia hết. Cái MRI là gì? Nó là cái cục 500. Nếu mình nhớ MRI nó là gì? Là cái cục 500 thôi. Khi nó đặt cơ thể chúng ta vào trong máy MRI, tức là chúng ta đặt vào 500, tức là chúng ta thì nước trong môi trường chúng ta sẽ di chuyển theo hai cực nam và bắc. Cực nam và bắc thôi, giống như cái đất chúng ta là gì? Là một cái cục 500 thôi, mấy hiểu không? Chúng ta bắc cực và nam cực nó là cục 500, và cái lõi ở trong ở trung tâm của cái đất. Bây giờ ta đang thấy là nó đang có gì dịch chuyển cái lõi đó, dịch chuyển của lõi đất mình đang dịch chuyển, và nó đang có hiện tượng đảo cực ở cái đất mình đang có hiện tượng cực 700.000 năm, nó có đảo cực một lần và nó đang có hiện tượng đảo cực. Mày không đọc à? Nó đang nghiên cứu hiện cực và bất cứ nó đang tách rời ra đó, nó đang hiện tượng đảo cực, và cái chuyện đảo cực này nó sẽ ảnh hưởng tới chuyện chụp em trai mình sau này nè, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới những cái chuyện khác đâu. Từ từ chúng ta sẽ tiếp tục nữa nè, tiếp tục nữa.
thành ra khi mà mình đưa cơ thể mình đưa vào thì nước nó sẽ di chuyển theo hai hướng, bắc nam là cái chính. Sau đó chúng ta sẽ cho một cái sóng radio cũng là phát ra, chúng ta phát ra thì lúc đó là di chuyển nước nó sẽ di chuyển theo hướng của phát sóng radio. Sau đó thì chúng ta ngưng phát sóng radio thì nước nó sẽ trở về hai chiều cái bắc nam, thì lúc đó nó gọi là thời gian thư giãn. Thì thư giãn 30% gọi là T1, 70% là T2, đúng không? Rồi tùy theo cái chuỗi mà nó phát sóng ra đó, nó là audio gì đó, nhưng mà mình nhớ cái bản chất của nó là gì, là một cái 500. Mà 500 thì là gì? Khi cơ thể chúng ta có kim loại mà đưa vào 500 thì sao, nó sẽ hút. Thành ra chống chỉ định ở những người mà đặt thấy mà có gì, cái kim loại thôi. Thành ra nếu mà ta nói là bây giờ tôi đặt van tim nhân tạo, có chụp em ra được hay không? Cái điều đầu tiên mình phải hỏi là gì, van cơ học hay là van sinh học hay là van gì, hay là van bằng thép, cái từng cái hình cái hay không, cái van sinh học thì thôi. Ôi, mình coi cái loại gì, nhìn đặt coi đi, mà cái coi này nó có liên quan tới từ tính hay không vậy đó. Mà sao thành ra cái móng tốt là mình nắm từ cái cơ bản nó ra. Tiếp tục đi, thì có những cái chữ xung cơ bản đó, cái chữ xung là từ cái chỗ này nha, mới nhớ là chữ xung từ cái chỗ cái sóng radio chúng ta phát ra ở vị trí nào đó, và chúng ta ngưng phát thì nó chuyển về trở lại. Thì T1 là gì? Khi mà nó hồi được 30%, T2 nó hồi được 60%, đúng không? Đó, tức là hồi được 2/3, tức là 6 mấy 6/7%. Rồi tiếp tục, ví dụ như xung T2 ra sao là xung gradient T2 thì giúp đánh giá tình trạng xuất huyết não, và cái xung mới sau này là xung SY thì đánh giá được những cái cổ vi xuất huyết chính xác hơn so với cái xung T2. Mà chủ xung T2 hoặc là đánh giá cái flow wall, tức là cái dòng chảy ở trong cái lòng mạch, khi mà mạch máu nó có dòng chảy thì nó sẽ có flow wall, còn khi mà nó ngưng dòng chảy thì nó sẽ mất tín hiệu flow wall. Và sau 3 đến 8 giờ thì nó tín hiệu lại là yên tâm. Trên xung T1 mà có tiêm thuốc radio gadolinium thì sẽ có hình ảnh là tăng quan động mạch, và một số cái hình ảnh dấu hiệu sớm của được thì chúng nó hợp cách, và cũng đánh giá và thang điểm mass spec trên MRI cũng tương tự trên MCT. Đây là hình T2 phân thường, thường T1 và T2 sao. Bây giờ mình nói là các bạn làm sao nhìn nó biết là một cái hay, cái hay sao á, tức là đặc điểm để cho bạn nhìn ra cái đặc điểm là cái chỗ nào, nhìn cái chỗ nào. Trên cái này thì không rõ, ví dụ như trên T1 thì dịch não tủy nó đen hết, đúng cái đó nhớ nè. Mà khi mình nhìn T1 là dịch não tủy nó màu đen, T2 là dịch não tủy nó màu trắng, màu trắng đen, là nó xóa nước màu xám, màu sức thì xe là giống như T2 nó xóa nước đó, nó xóa cái tung quanh đó. Thành ra là trên xe thì mình vẫn thấy dịch não tủy nó màu đen, không nó chậm hơn, nó không có đen, không cơ ấy đâu, không giống như T1, không giống như T1. Rồi còn cái gì, cái radian này thì để chuyên về nó cũng giống như T2, nhưng mà trên cái hình cái ổ tổn thương đó thì nếu mà tổn thương phù não thì nó tăng tín hiệu, nhưng mà tổn thương xuất huyết thì nó giảm tín hiệu. Thường dùng nguyên tắc MRI á, người ta mà đặt tổn thương á, thường nếu mà tổn thương mà lý khác không phải là quỷ á thì nên đặt lên đây gì, trên cái hai len gọi là T2, còn cái T1 là chủ yếu là để coi về cấu trúc viêm họng là cái chính. Cái T1 nó ít có cơ, T1 giống như là CT, nó là CT thôi, để nhìn mà coi cấu trúc viêm họng, còn ở nó có phù này cái gì gì thì